Xin chào mọi người, mình là Đinh Vân, là mẹ hai con và cũng là giáo viên. Mình hiểu rằng giáo dục sớm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Hai bạn nhà mình đã tiếp cận với ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh từ rất sớm, khi con 2-3 tuổi. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ quá trình đồng hành cùng con. Mình đã sử dụng ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến FutureLand cho con của mình, cho học sinh của mình, và đã có được những kết quả vô cùng tuyệt vời. Mỗi ngày dành ra 15 phút thôi, chắc chắn sau 1 tuần, 1 tháng, lâu hơn là 1 năm, nhất định sự kiên trì đó sẽ mang lại hiệu quả. Học tập là cả một quá trình, chứ không phải một sớm một chiều. Và về tiếp cận ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, thì quá trình đó cần phải thường xuyên, liên tục, cần có môi trường cho con tắm ngôn ngữ mỗi ngày. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Trẻ con khả năng bắt chước rất tốt. Vì vậy, nếu mỗi ngày bé được nghe và phát âm chuẩn, thì nhất định các bé sẽ phát âm chuẩn như người bản xứ. Với trí tuệ nhân tạo AI F-Speak, app FutureLand chấm điểm rất rõ ràng. Team building. Turn up. Turn up. Turn up. I'm 8 years old. Go. Score. Classroom. Classroom.